chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Home Auto. Em là Sao Mai. Thì trong video hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý anh chị một chiếc xe gia đình cực kỳ thể thao. Đó là phiên bản đặc biệt của dòng Fortuner, là Fortuner TRD Sportivo, xe số tự động, máy xăng. Thì bây giờ xe chạy duy nhất chỉ có 52.000 cây thôi. Thì bây giờ em sẽ đi một vòng xung quanh xe và sau đó đi vào chi tiết xe cho quý anh chị ha. Dạ rồi, trước mắt quý anh chị là chiếc Fortuner TRD Sportivo phiên bản đặc biệt của dòng Fortuner ha. Xe cực kỳ thể thao và đẹp. Chạy duy nhất chỉ có 52.000 cây thôi. Xe thì 5 bánh zin theo xe nha, cùng đáp nha. Dạ. Anh chị xem cái xe cực kỳ đẹp ha. Xe thì trang bị đầy đủ phụ kiện luôn nha. Có camera da ở phía sau, đầu DVD luôn, có camera hành trình luôn. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết quay về cốp, capo và bốn cửa cho mình ha. Anh chị xem à, xe cực kỳ đẹp ha. Đây, lốp xe nè, chạy đúng 52.000 cây nên còn rất là dày và mới. Đây, đát đây. Bốn bánh zin theo xe nha, tuần thứ 18 của năm 2014 ha. Rồi, em quay tới cửa nha. Đó. Anh chị xem nè. Sọng chỉ zin nha, nguyên bản từ nhà máy nha. Xe cực kỳ đẹp. Em quay từ từ cho mình xem nha. Anh chị xem đó. Rồi, cửa sau nè, ốc nè, ốc cửa nè, zin 100% nguyên bản từ nhà máy nha, không có dấu hiệu tháo mở ạ. Rồi, cửa sau. Rồi, em quay sụn chỉ nha. Anh chị xem nè, zin nguyên bản 100%, không mất một ly nào nha quý anh chị. Xe thì bên em đảm bảo cho quý anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ và hộp số zin ha. Xe có trang bị camera camera da nè. Đó, ốc cốp nha. Zin nguyên bản 100%. Không có dấu hiệu tháo mở nha. Hôm nay em quay vào buổi sáng nên rất là rõ cho quý anh chị xem. Quý anh chị nào mà ở xa mà không tiện đi lại á, thì có thể alo em, rồi em trao đổi và thương lượng giá, rồi sau đó em cũng hỗ trợ mình chuyển lồng ra xa ra ha. Đó, xe cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Rồi, anh đi cửa ha. Ốc nè, đó. Xe cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Em bao cho mình. Xe thì cũng có chầy xước ở một vài nơi thôi nha quý anh chị. Nhưng mà xe thì còn rất là mới ạ. Zin nguyên bản 100% từ nhà máy luôn. Cái xe này nó cao so với em quá. Anh chị xem nè, keo chỉ nè, sụn chỉ còn nguyên ha, zin 100% từ nhà máy nha. Đó, rất là đẹp, rất là mới. À, em quay ốc. Đó, anh chị xem nè, zin 100% nha. Rồi, em mở sẵn máy cho mình nè. Đó, anh chị thấy không, xe hai sản xuất 2014, thành ra là nó cũng hơi dơ một chút xíu. Anh chị xem nè, chân ốc của capo nè, đó, zin 100% nha, không có dấu hiệu tháo mở, cực kỳ đẹp nha.
Em đi sụn chỉ nè, sụn chỉ của Cabo cho mình nè. Đó, anh chị xem xe nó hơi cao. Đó, anh chị xem á, xe đời 2014 nên thành ra là nó cũng hơi dơ đó quý anh chị, hơi dơ xíu, nhưng mà xe thì zin nguyên bản nha, cực kỳ đẹp. Xe bên em thì bao cho anh chị test hãng nè, rồi bao đâm động ngập nước, động cơ hộp số zin ha. Em vô nội thất cho mình ha. Xe thì bánh sơ cua á anh chị, chỉ chạy một vài lần à, nó còn dày lắm. Có đầu DVD luôn nè quý anh chị, thấy không? Chạy đúng 52.000 cây nên hộp số nó còn mới có tanh nè. Đó. Anh chị xem ha. Đó, chạy đúng 52.000 cây nha. Xe gắn đầu DVD rất là xịn sò luôn. Em quay nội thất cho mình nha. Anh chị xem. Rất là đẹp, rất là sạch. Bộ ghế zin theo xe nha. Bệ tì tay đây. Còn rất là mới nha. Em đóng cửa hết rồi đó. Đó. Rồi, em quay chân qua chân đạp. Thắng vào ga. Rất là mới nha. Đó, rất là mới, rất là sạch, rất là đẹp. Xe chạy đúng 52.000 cây. Em quay kỹ cho mình những cái chi tiết. Anh chị thấy nè. Vừa rồi em vừa mới giới thiệu tới quý anh chị chiếc Fortuner TRD số tự động máy xăng, sản xuất 2014, đã qua gần 8 năm sử dụng rồi mà cái xe cực kỳ đẹp. Nếu mà anh chị yêu thích chiếc xe này, muốn sở hữu chiếc xe này, có thể alo em qua số điện thoại 0908020426. Và nếu yêu thích video này, xin hãy like, share và nhấn thông báo để ủng hộ kênh Home Auto cũng như là ủng hộ em Sao Mai. Home Auto, xe đẹp dành cho thượng khách. Xin kính chào và hẹn ở video tiếp theo.